Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là diện mạo của nền nông nghiệp Việt Nam trong tương lai gần đã được khẳng định tại Hội nghị Trung ương 5 khóa 13 vừa qua. Và nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp. Do vậy, để hiện thực hóa mục tiêu đó, yếu tố tiên quyết là phải xây dựng cho được một hệ thống nông dân văn minh. Bởi lẽ, không có người nông dân văn minh sẽ không có nền nông nghiệp sinh thái và nông thôn hiện đại. Đây là vấn đề cốt lõi. Cấp ủy chính quyền các cấp, nhất là ở cấp cơ sở, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với những bước đi phù hợp thực tế. Xác định rõ những điểm nghẽn, nút thắt cần tập trung tháo gỡ. Nông nghiệp Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi lời nguyền nhỏ lẻ manh mún. Đó là nhận định của không ít chuyên gia nông nghiệp khi nói về lĩnh vực này. Nguyên nhân sâu xa của cách thức sản xuất nhỏ lẻ manh mún đó là do ảnh hưởng của tư tưởng đèn nhà ai nấy dạng đã thâm căn cố đế trong các thế hệ nông dân, khiến cho tính hợp tác, sự tuân thủ hợp đồng hay thỏa thuận trong làm ăn của người nông dân không cao, hay chạy theo những lợi ích ngắn hạn trước mắt. Thấy cây trồng nào có lãi chút ít là đua nhau trồng theo, bất chấp nhu cầu thị trường, dẫn đến những hệ lụy xấu mà câu chuyện được mùa, mất giá, phải kêu gọi giải cứu nông sản là một ví dụ rất đau xót. Cái sự giải cứu đó nó có cả lỗi của người nông dân, có cả trách nhiệm là của các cái doanh nghiệp và hệ thống phân phối hàng hóa của chúng ta. Vấn đề đặt ra ở trong lúc này đó chính là bản thân người nông dân yếu thế, nhưng chúng ta cũng thấy là những cái sản phẩm của người nông dân chưa đạt được những cái trình độ, cho nên anh không bắt nhịp đối với người tiêu dùng. Kẽ hở của hai cái thứ đó chính là yếu tố thông tin thị trường. Thông tin của thị trường của chúng ta quá yếu, cho nên đấy là người nông dân không có thể cứ cái nào có lãi là người ta chạy theo, mà đến khi như vậy là bị lỗ vốn thì người ta lại bỏ hẳn, cho nên nó mới tạo ra những cái cục bộ. Và giữa những cái cục bộ giữa nông sản của khu vực này và nông sản khu vực khác nó tạo lên chênh lệch, thì nó lại là kẽ hở cho cái khâu trung gian lợi dụng. Đó chính là mặt hạn chế cơ bản của người nông dân Việt Nam. Có thể thấy, nông dân vẫn là một lực lượng yếu thế trong xã hội, chưa đủ khả năng để làm chủ quá trình sản xuất, kinh doanh của mình. Chính vì vậy, để xây dựng được một thế hệ nông dân văn minh, nút thắt đầu tiên phải tháo gỡ cho được, bắt đầu từ việc thay đổi tư duy, suy nghĩ của người nông dân trong sản xuất nông nghiệp. Hộ nông dân hiện nay chủ yếu là hộ nông dân của khoán 10 còn để lại. Do vậy là cái tư tưởng đèn nhà ai nhà ấy vàng. Sản phẩm của tôi là phải được nhiều hơn, sản phẩm của tôi phải được bán nhanh hơn. Như vậy là ngay ở trong cái văn minh về mặt lao động, nó không ít còn tồn tại là tư tưởng là tôi phải hơn anh. Tôi hơn anh, nhưng nó không phải là cạnh tranh lành mạnh, mà nó là dùng thuốc hóa học, dùng thuốc hóa chất để tạo ra một cái sản phẩm của tôi lớn hơn, nhiều hơn, bán nhanh hơn. Thì và đó là chưa kể, còn nhiều nó thiếu hợp tác với nhau thì nó dẫn đến tình trạng gì, lẻn vào thị trường thì bán. Nông nghiệp của chúng ta hiện nay đang đối mặt với những cái thực trạng như sau. Một, đó là nền sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún, phân tán, thiếu tập trung. Cái hàm lượng của khoa học công nghệ đóng góp vào cái nông nghiệp đã có những cái tiến bộ, nhưng để đạt được cái việc đó, đạt được cái sự mong muốn đó thì còn phải có những cái yêu cầu lớn hơn, mà cái chủ thể của nó phải là người nông dân. Nếu tư duy, nhận thức không thay đổi thì khó có thể tiến tới hành động. Đây chính là điểm mà cấp ủy chính quyền ở cấp cơ sở cần có những giải pháp cụ thể để giúp người nông dân có ý thức chuyển từ nền sản xuất nông nghiệp mang tính manh mún nhỏ lẻ, tự túc, tự cấp sang nền nông nghiệp có giá trị sinh lời cao, thúc đẩy hợp tác kinh doanh, sản xuất quy mô lớn, đáp ứng được nhu cầu người tiêu dùng. Quan trọng hơn hết, chính bản thân người nông dân phải tự mình thay đổi, thích nghi để phù hợp với bối cảnh mới. Bất cứ người nông dân hay là tổ chức kinh tế của nông dân đều phải liên kết với đa chủ thể để chúng ta có cái hàng hóa nông sản có chất lượng cao. Thì cái việc liên kết với nhau chính là nền tảng để tạo ra một cái giá trị sinh lời ở trên nông sản có chất lượng cao và đặt ở trên một cái nền kinh tế phát triển có khoa học kỹ thuật, thì chúng ta mới có cái sản phẩm, có thương hiệu, chúng ta xuất khẩu đi được. Trên thực tế thì chúng ta phải thấy rằng là
giai cấp nông dân đã có rất nhiều cái cố gắng và quyết tâm vượt qua, nhưng mà để đạt được cái vai trò chủ thể thì chúng ta còn phải phấn đấu rất nhiều, vì quá trình hội nhập nền kinh tế thế giới, quá trình đưa nông nghiệp Việt Nam từ một cái tư duy sản xuất nông nghiệp sang một cái tư duy kinh tế nông nghiệp, thì để giữ một cái vai trò chủ thể, người nông dân cần phải có nhiều cố gắng hơn nữa. Một hạn chế lớn nữa của người nông dân Việt Nam là kiên trì theo chủ nghĩa kinh nghiệm, nghĩa là sản xuất hay chăn nuôi thường dựa vào kinh nghiệm là chính mà ít chịu thay đổi, học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến để nâng cao năng suất chất lượng. Thời gian qua, chúng ta đã được chứng kiến những nông dân sáng tạo nên những giống cây trồng mới cho sản phẩm chất lượng cao được thế giới công nhận như gạo ST25, sầu riêng hạt lép, nhưng số người đó rất ít, chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay. Còn phần đông nông dân, nhất là ở những vùng khó khăn, vẫn sản xuất, chăn nuôi theo kinh nghiệm là chính. Nguyên nhân của sự bảo thủ này là do nông dân ở ta chưa được đào tạo bài bản, mà làm nghề nông theo kiểu cha truyền con nối. Do đó, để thay đổi được tư duy, loại bỏ được chủ nghĩa kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp, thì cần phải mở mang đầu óc của người nông dân. Đó là phải tổ chức đào tạo một cách bài bản để bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ cho họ. Từng bước hình thành nên một thế hệ những người nông dân biết cách tổ chức sản xuất quy mô lớn, làm chủ đồng ruộng, làm chủ công nghệ và kỹ thuật, làm chủ thị trường, đủ sức vươn ra quốc tế. Nhà nước cần có các chương trình đào tạo, các chính sách hỗ trợ phù hợp, tập trung và đủ mạnh. Coi đó là chính sách phát triển, là đầu tư cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Ngay từ bây giờ và trước đó thì cái giải pháp quan trọng nhất đào tạo lại cái thế hệ nông dân mới đã được rất quan tâm của các bộ ngành. Cái chương trình này đào tạo này đã được mở rộng ở khắp các địa bàn trong cả nước. Nhưng để nó trở thành những cái yếu tố quyết định rõ ràng là cần phải làm bài bản hơn, hỗ trợ tích cực hơn và người nông dân phải ý thức hơn bao giờ hết cái việc đó. Trong bước chuyển đổi này, cần thấm nhuần sâu sắc và thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về trí thức công nông hóa, nghĩa là công nông cần học tập văn hóa để nâng cao trình độ trí thức của mình. Trí thức cần gần gũi công nông và học tập tinh thần, nghị lực, sáng kiến và kinh nghiệm của công nông. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chủ trương của Đại hội 13 của Đảng đòi hỏi nhìn nhận ngành nông nghiệp không chỉ là ngành sản xuất đơn thuần mà là ngành kinh doanh nông nghiệp, ngành kinh tế tri thức nông nghiệp. Từ đó, hội viên, nông dân phải được trang bị bằng kiến thức của nhà kinh doanh, được đào tạo nghề theo hướng của một kỹ sư nông nghiệp. Bên Mỹ chẳng hạn, thì thấy một cái ông nào, ông xưng là nông dân thì ông rất oai, vì là họ mới là ông chủ. Và ta xa đến người nông dân Mỹ thì thấy họ canh tác đất rộng mênh mông, hàng trăm hàng ngàn hecta. Thậm chí là có những ông nông dân là có ga tàu riêng, có một cái sân bay nhỏ nhỏ, có cái máy bay trực thăng riêng. Và con cái đi học là bằng tiến sĩ về để làm ruộng với bố, không phải để đi đâu làm ông cả bà lớn gì cả. Thì như vậy là rõ ràng, như tôi nói trên ấy, là người nông dân phải chuẩn bị cho mình, không phải người nông dân tự chuẩn bị đâu. Mà định hướng chính sách của nhà nước ấy, như tôi nói trên, là phải hình thành một cái tầng lớp nông dân mới để họ đủ sức làm chủ đồng ruộng và họ đủ sức để làm nông nghiệp, chính là kinh doanh nông nghiệp. Chứ không phải là làm nông nghiệp theo kiểu như là con trâu đi trước cái cày đi sau, chờ lấm tay vùn, cái thời nó qua lâu rồi. Và nông nghiệp cái thời đại công nghiệp 4.0 hoàn toàn khác, đấy là nền nông nghiệp có sử dụng trí tuệ rất là lớn và cái hàm lượng trí tuệ trong các sản phẩm nông sản ấy, ngày một lớn hơn. Thì chỉ có tầng lớp nông dân ấy được đào tạo, được học hỏi tử tế, họ mới làm chủ đồng ruộng và trở thành là doanh nhân trên đồng ruộng của họ. Với người nông dân, lý thuyết phải đi đôi với thực hành. Muốn thay đổi tư duy, mở mang nâng cao kiến thức sản xuất, chăn nuôi theo hướng tiên tiến, thì cách làm hiệu quả nhất là xây dựng mô hình cụ thể để họ vừa học, vừa làm, vừa ứng dụng ngay và luôn thì mới dễ tiếp thu và vận dụng vào thực tế. Vì thế, cấp ủy chính quyền cấp cơ sở cần lựa chọn những nông dân có chí tiến thủ, có kiến thức, năng lực thực hiện cao, rồi cùng với họ xây dựng các mô hình điểm, làm theo phương châm nông dân dạy nông dân. Sau đây là một mô hình rất đáng tham khảo. Xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, mô hình sản xuất gà giống của anh Hoàng Mạnh Ngọc có thể xem là một mô hình điểm trong phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại. Ở mô hình này,
anh Ngọc đã sử dụng nhiều kỹ thuật mới, áp dụng công nghệ trong quá trình chăn nuôi để khắc phục những hạn chế của cách thức nuôi trồng truyền thống. Như kỹ thuật thụ tinh nhân tạo trên đàn gà là một kỹ thuật mới mà anh Ngọc dày công học tập từ Trung Quốc. Sau nhiều lần thử nghiệm, anh đã làm chủ được kỹ thuật để kiểm soát tỷ lệ dịch bệnh trên con giống. Cùng hệ thống kiểm soát nhiệt độ, thức ăn, nước uống trong chuồng nuôi bằng điện thoại thông minh như thế này, việc chăn nuôi giờ đây với anh Ngọc không còn mang tính may rủi. Hàng ngày, anh xuất bán đến hơn 2 vạn con giống, doanh thu lên đến hơn 1 tỷ đồng mỗi tháng. Cái kỹ thuật mấu chốt nhất của công ty chúng tôi là cái hàng đầu là về vệ sinh thú y. Mình kiểm soát được dịch bệnh. Trên đàn gà bố mẹ thì việc kiểm soát được bệnh thì nó sẽ an toàn bệnh cho cả cái số gà con xuất bán của công ty chúng tôi. Cái phương pháp thụ tinh nhân tạo này nó rất mới mẻ, cho nên là chưa có trong đào tạo trong các trường của Việt Nam. Cái khoa học kỹ thuật của trang trại chúng tôi thì chúng tôi luôn thường xuyên chia sẻ với các cái trang trại khác áp dụng và cũng rất thành công. Trong cái quá trình mà em làm này này thì những sự thay đổi của anh Ngọc áp dụng các cái biện pháp mới ấy, giúp cho bọn em nó đỡ vất vả hơn và mà hiệu quả hơn. Cảm thấy nó không mệt mỏi như trước. Trước thì là làm thủ công nó rất là vất luôn đấy. Những mô hình sản xuất tiên tiến như của anh Hoàng Mạnh Ngọc chính là chỉ dẫn cụ thể nhất, thuyết phục nhất cho những hộ nông dân khác học tập làm theo. Từ đây mà hình thành, nhân rộng một đội ngũ những nông dân thông minh, hiện đại, nông dân của thời chuyển đổi số. Cái khoa học kỹ thuật ở đây áp dụng ấy thì nó là một trong anh ấy rất là cập nhật cái kỹ thuật ấy, tức là mọi thứ mới nhất anh ấy đều cập nhật và đều mang về để sử dụng và sản xuất. Là cái chuyện đào tạo thì rất là quan trọng rồi, nhưng mà thực tiễn là nhà nước rất cần đầu tư xây dựng cái mô hình ở đó là có những người nông dân mới. Tôi vừa nói đến các mô hình trang trại, có những người nông dân, có người học hành đàng hoàng, nhưng mà thấy nông nghiệp là một trong những cái lĩnh vực hấp dẫn. Họ trở về quê hương họ thành lập những cái trang trại làm ăn lớn, thuê nhân công, trả lương cho nhân công. Và tôi cho rằng đấy là các cái mầm mống của doanh nghiệp nông nghiệp tương lai. Thì rõ ràng là để cho người nông dân trong thời buổi mà tích tụ đất đai đủ lớn ấy, thì rõ ràng là ta phải hình thành một cái tầng lớp nông dân mới, nông dân có trí tuệ. Có thể nói trên đây là những điểm nghẽn, nút thắt ban đầu mà cấp ủy chính quyền các cấp cần sớm tháo gỡ để thay đổi tư duy, tạo chuyển biến tích cực trong sản xuất chăn nuôi của hơn 8 triệu hộ nông dân. Hình thành nên một thế hệ nông dân văn minh để phát triển theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh như Hội nghị Trung ương năm khóa 13 đã đề ra. Và đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống của nông dân và người dân nông thôn là trách nhiệm của toàn đảng, toàn dân, là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Tăng cường sự lãnh đạo của đảng, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong việc giám sát, phản biện và vận động đoàn viên, hội viên, người dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.